Xin chào các bạn, đây là Lim Game. Hôm nay chúng ta sẽ chơi game vua giải đấu chủ đề giải cứu. Cùng mình vượt qua những thử thách khó nhằn này nhé. Bà nội mau cứu lấy hai ông cháu này. Bên trong đều là đồ trang điểm quý giá của tôi. Chờ bạn lên tôi sẽ mua cho bạn. Lại vứt tất của cháu gái đi. Tất cả những gì giấu trong đôi vớ này là tiền. Đây là để giúp bà nội cứu họ lên. Sau lưng tiểu Mỹ có một cái cây. Dùng lá này tẩy trang cho anh ta. Bạn này, bạn là ai? Sau khi tẩy trang, ông nội không biết tiểu Mỹ nữa. Sau đó áo khoác quân đội của ông nội cởi ra. Nhanh lên và kéo chúng tôi lên. Lệnh quá, ông nội mang theo hay là tóc giả cũng vứt đi. Tôi đã từng rất đẹp trai. Đặt túi quần của đàn ông lên trước. Lấy điện thoại ra cho bà già. Cảm ơn sự cẩn thận của anh trai. Cho gái tôi làm gì khi lai sờ chim vậy? Tôi phải dạy dỗ cô gái thối tha này. Một bà già bỏ đi. Bóng bay cho bà già. Hôm nay tôi sẽ đi thuyền. Lại một cái nữa đi rồi. Căng tay đấm bốc này không dừng được. Chúng tôi nhổ lông khỉ của anh khỉ. Dùng lông khỉ này biến những hòn đá trên vách đá bên dưới thành vàng. Rồi đưa vàng cho bà già. Vàng này, này, tất cả là của tôi. Một cái khác bay lên. Còn có poster của anh chàng đẹp trai nữa. Cho bà già, chàng trai đẹp trai này làm cháu rể cũng không tệ. Lại một cái nữa đi rồi. Còn có một cái loa nữa. Siêu thị tam giác, tặng trứng miễn phí. Người đến trước được phục vụ trước. Tránh ra, đừng cướp của tôi với bà già. Bên trong có thức ăn thừa cho bà già. Tại sao lại lãng phí như vậy? Không ai ăn thì tôi ăn. Còn ba người nữa. Có một cái hang trượt xuống. Thùng cắt tông này, tất cả là của vợ tôi. Còn hai mặt trời nữa. Cháu trai, tan học rồi, sữa của bạn đến rồi. Đổ lỗi cho tay tôi trượt. Xin nữa thì bắt được hắn. Cuối cùng cũng dễ dàng. Đưa giỏ đồ ăn này cho bà nội. Không ai được động vào thức ăn của tôi. Dám làm hỏng món ăn của tôi. Tôi sẽ chiến đấu với anh. Cứ như vậy đi một cái. Đây là giải cứu và đuổi tất cả các bà đi. Bấm ra đi ô đi. Đến giờ khiêu vũ quảng trường rồi. Tôi đi trước một bước. Lại đi một cái lắc tay hoa nữa. Mở tủ lạnh. Đưa cây nấm này cho bà nội ăn đi. Thật là cảm giác bay giống nhau. Lại một cái nữa cất cánh. Đây còn có một bức ảnh của người đẹp cho bà nội. Cô gái này thật tốt. Tìm kiếm cháu trai của tôi. Lại một cái nữa đi rồi. Còn có một cái đồng hồ báo thức nữa. Thời gian đến rồi. Đến giờ đặc biệt rồi. Tôi phải đi lấy nó. Lại một cái nữa đi rồi lấy búa đập vào tảng đá này. À, kim cương. Đưa viên kim cương này cho bà nội. Tôi chết rồi. Viên kim cương này không ai muốn tôi liền nhặt đi. Một người nữa đi rồi. Còn có bốn bà nữa. Bình đun nước này giao ở đây. Hoa nở giàu có. Một bông hoa đẹp như vậy. Tôi phải chụp một cái để chụp ảnh. Có một cái. Tôi đi còn ba người nữa. Của tôi, của tôi. Chai đồ uống phế liệu đều là của tôi. Người nhặt rác lại đi một cái nữa. Rồi mặt trời di chuyển đi. Sắp mưa rồi. Tôi phải về nhà lấy quần áo và cái cuối cùng. Lấy điện thoại ra. Cho bà xem điện thoại. Rửa chân thật thoải mái. Ông già này rất tệ. Lén đi mặc sắc khi tôi không có ở đây. Cuối cùng cũng được cứu. Tôi cứ tưởng sẽ ở đây. Trước khi xem tiếp video, đừng quên like và theo dõi kênh Lim Game nhé các tình yêu ơi. Chỉ còn một chút oxy. Là cứu cái lớn hay là cứu cái nhỏ? Cứu cái lớn. Phải cứu cháu trai tôi. Con gái tôi. Tôi sẽ đến gõ đầu mẹ anh. Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh đều bị tai nạn. Bảo lớn hay bảo nhỏ. Họ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật. Chúng ta sắp xếp đi. Đây là để giúp họ đưa ra lựa chọn. Kể từ khi sinh ra, vậy đứa trẻ này bây giờ là con người hợp pháp. Giám sát giường bệnh cho người lớn. Con gái tôi đang quá nguy hiểm. Cần giường bệnh cao cấp như vậy. Nếu là người, hai người này đều phải giữ nhiệt cho em bé. Cái bình giữ nhiệt này rất hợp với cháu trai tôi. Họ đột nhiên rất khó chịu. Tôi đi rồi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Thuốc dỗ cho vợ hắn. Con gái tôi cuối cùng cũng bình phục. Con gái cô ấy đã bình phục. Vậy bài hát dù này chắc chắn là dành cho con cô ấy. Cho cô ấy ngủ. Cháu trai ngoan cuối cùng cũng ngừng khóc. Tại sao họ lại run rẩy? Lại run nữa. Sau đó súp gà chắc chắn sẽ cho người lớn uống. Đứa trẻ này không uống được. Con gái tôi cuối cùng cũng có sức mạnh. Vậy đứa trẻ này run rẩy. Cho anh ta một cái khăn. Sau đó gói lại cho anh ta. Cháu trai tôi cuối cùng cũng không còn run nữa. Tình hình của họ đột nhiên trở nên tồi tệ hơn. Nhưng chỉ còn một phần oxy. Bây giờ chỉ còn một phần oxy. Cứu ai? Cả hai phải cứu. Nhét đúc vào chậu hoa này. Có hai oxy. Sau đó cho họ cả hai.
không còn gì nữa. May là không còn gì nữa. Ngày này thật là một gia đình hạnh phúc và hạnh phúc. Người này khỏe rồi, sao lại là nhà tang lễ? Sao lại đưa tôi đến nhà tang lễ? Tôi sẽ quay lại tìm cô. Tôi không cứu được. Nhất định phải cứu tôi. Tình trạng của bệnh nhân rất tệ, cứu anh ta đi. Cấp độ này là cứu bệnh nhân điện giật cối. Chốt cối, dùng cối để cố định người bị thương, đừng di chuyển. Ngăn ngừa thiệt hại thứ cấp, hy vọng sinh hóa là 10%. Tránh virus, chúng tôi muốn uống thuốc. Thuốc viên và tiêm mạnh. Ở đây còn có 6 khuẩn nữa, tránh đi. Vi khuẩn cũng có thể bị nhiễm. Sau đó thuốc gây mê khử trùng nước khử độc. Bệnh nhân, vết thương hở quá nhiều, trước tiên phải khử trùng vết thương. Làm thế nào để phát triển một chân? Cái này cũng được. Tiêm thuốc. Tránh xa những người tốt, rất nhiều sáu giúp và sáu khuẩn. Cuộc sống hy vọng 40% anh ta thuộc nhóm máu anh. Chúng tôi biết nạn nhân là nhóm máu anh. Sau đó tránh sáu khuẩn. Cuộc sống hy vọng là 50% uống thuốc. Tiêm thuốc. Uống nhiều thuốc như vậy sao? Phía sau là một chút đồ ăn. Ăn uống nhỏ giọt. Tình hình ổn định, bạn có thể ăn một chế độ ăn nhẹ. Chân khỏe lại thì đầu hơi đau. Tránh sáu khuẩn. Tiếp tục dùng thuốc kháng virus. Uống thuốc. Tiêm. Thuốc trung quốc nước ấm, uống nước ấm. Bệnh nhân có thể uống thêm nước. Thúc đẩy lưu thông, thúc đẩy lưu thông. Điều này không tốt sao? Không còn vết thương nào trên người nữa. Còn 10% nữa. Tại sao tôi lại có nhiều sáu khuẩn như vậy? Xong rồi. Tiêm thuốc. Tiêm. Nhà tang lễ cũng không đi. Cảm ơn bạn, tôi sẽ đợi ai đó. Cứu tôi, cô gái xinh đẹp, đừng sợ, tôi đến cứu cô. Bị hắn còn lấy tôi rồi. Tiếp tục như vậy chúng ta đều phải đánh. Đây là để giúp cứu cô gái rơi xuống nước. Đừng bơi xuống. Tôi bơi xuống dưới và anh ấy sợ buông tay. Nó không biết bơi. Ăn xong dưa hấu là 10%, phải lấy băng để tránh cá mập. Con rắn và con bạch tuộc. Ăn bánh quy, lấy băng. Anh ấy quá bối rối khi ăn bánh quy. Điều này ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Hắn đấu tranh. Gõ anh ta bằng búa. Chỉ có thể đánh ngất anh ta trước. Cuộc sống hy vọng là 30% tránh rắn. Tránh xa cá mập. Ăn băng bánh quy. Băng, băng, tránh ra. Ăn bánh quy. Tôi phải chọn đúng cách bơi. Cách bơi chính xác là bơi ếch, bơi ngửa. Bơi ngửa có thể giữ cho hơi thở bị ức chế. Cuộc sống hy vọng là 50%. Tránh xa con bạch tuộc. Lấy băng và tránh xa cá mập. Băng tránh bánh quy. Bánh quy. Đồ ngốc, tôi phải tìm một cái gì đó để hỗ trợ. Tôi còn phải tìm một thứ khác để hỗ trợ. Chọn gỗ nổi, sức nổi của gỗ nổi này đặc biệt lớn. Tôi có thể nổi trên mặt nước rất tốt. Tôi phải bổ sung sức lực, nếu bổ sung sức mạnh thì không thể uống Red Bull. Giá thị lực phải ăn no bụng để giữ sức mạnh. Phải làm một chút là lên rồi. Cấp trên chuẩn bị hô hấp nhân tạo 120 đều có. Làm hô hấp nhân tạo ngay lập tức cũng là một lựa chọn rất khôn ngoan. Cảm ơn ân nhân của tôi.